Chào các bạn đến với xưởng lo Thanh Cao. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc, thành đạt trong mọi công việc. Thì hôm nay mình được ông khách mình ở Cù Lao Tân Phong, đó là anh Tư Mít hơn, cũng mời mình đến chơi với gia đình tham quan cái mô hình trồng mít và trồng sầu riêng ha. Thì ông anh cũng có mua mình cái cặp súp và cục đẩy ha. Hôm nay mình sẵn chuyến mình đi ra đã qua đây mình ghé để coi cái dàn máy coi có sao thì mình chỉnh lại cho ông anh luôn. Tham quan dẫn nó mình đi tham quan cái mô hình mà trồng mít trang sầu riêng, trồng sầu riêng trang mít, mô hình phát triển kinh tế của bà con ở Cây Lẫy Tiền Giang. Thì mình quay lại xong cho các anh chị ở nào mà có đất muốn làm nông nghiệp thì mình xem theo mình học hỏi ha. Học hỏi để phát triển kinh tế gia đình mình ha. Hiện tại cái giá sầu riêng và giá mít tăng rất là cao ha. Ông anh này một phần để về đẩy sầu riêng đó. Đó, tăng rất là cao. Sầu riêng nay trăm mấy chục ngàn ký rồi, mít cũng được ba mấy ngàn ký. Thì ông anh này thấy mình trồng mít thì ổng kêu qua để anh em ngồi tâm sự để hướng dẫn cho Thanh Cao để cách trồng mít để đạt năng suất cao. Sẵn đó mình chỉnh lại cái dàn nhạc cho ông anh luôn, nhìn theo ý khách hàng luôn ha. Đây là cái đường đi ra bến phà, qua của bến phà, bến phà Cù Lao Tân Phong. Bà con ở vùng Cây Lẫy Tiền Giang, này là đặc biệt là chuyên về trồng cây ăn trái làm vườn, do năng suất rất là cao. Năm nay thì vườn cũng có giá. Sầu riêng có giá, mít có giá, mà cam lại rớt giá, khoai mỡ lại rớt giá, cũng làm vườn nông nghiệp cũng hên xui ha các anh chị. Còn cái nào mà xuất khẩu được thì có giá, còn nào xuất khẩu không được thì không có giá. Mình chủ yếu mình bán cây ăn trái, mình bán qua Trung Quốc. Nếu mà Trung Quốc nó mở cửa nó mua thu mua là mình ngon, còn nếu mà nó đóng cửa nó không thu mua là cái nguồn kinh tế của nông dân mình thua ha. Cái vụ này là vụ sầu riêng nghịch mùa ha. Sầu riêng nay có 160.000 ký, còn đi 6 thì nó khoảng 120.000 ký. Bà con ở đây mà bán một mẫu sầu riêng thì như trúng tờ giấy số vậy đó. Bán mẫu sầu riêng được 3 tỷ ngon hơn trúng 2 tờ giấy số nữa. Giờ mình không có cần giấy trúng số ha các anh chị. Không cần giấy trúng số, chỉ cần giấy cho bà con làm mùa trúng mùa đi. Trúng mùa trúng giá đi chứ ngon trúng số. Trúng số nhiều người, trúng khó trúng lắm, mua cả đời, nhiều khi mua cả đời không trúng nữa. Mà mình làm vườn thì trúng vườn ha, trúng giá để cho bà con có tiền mua lo của Thanh Cao về hát giải trí ha. Bà con nào mà có nhu cầu mua lo của Thanh Cao thì gọi cho mình hai số điện thoại 0948 858685 hoặc là 0963483983 để mình hỗ trợ tư vấn cho các anh chị tất cả các dòng lo kéo, mua góp hay là mua tiền mặt thì cứ gọi thẳng cho mình ha. Rồi mình sẽ hỗ trợ thu lo cũ đổi lo mới cho các anh chị luôn. Mình chạy được tới bến phà, bên phà Tân Phong nha các bạn, Hiệp Đức Tân Phong. Bên đây là bên của Cù Lao Tân Phong rồi đó. Cù Lao Tân Phong này là chủ yếu là trồng trái cây các anh chị, chủ yếu là trồng sầu riêng. Đây còn vườn mít quá lớn nè, từ từ bà con đây cũng phải chuyển qua sầu riêng hết rồi, do sầu riêng nó tăng giá rất là cao. Tốt nghe các bạn, về tới cái vườn mít, mít bên đây xong rồi trái đã thiệt chứ. Nè, hai trái chà bá luôn mà đây không có bọc có gì hết. Gặp bên mình là mình phải bọc kỹ, là không bọc kỹ là sâu nó làm tanh bành hết. Đây là mình quay cây sầu riêng luôn nha. Đây là bông sầu riêng nè, này mới ra bông sổ nhị à. Đây bông, đây bông sầu riêng đây. Cây này trái dữ lắm rồi, quá trời trái luôn rồi. Ừ. Ồ,
cái rồi vậy rồi tới đợt cái là phải giữ, không giữ người ta bắt hay sao, ổ quên nữa người ta hái hay sao trời. Rồi sẵn hôm qua mình có đi bắt được mấy con cá rồi á, mình đem qua đây để mình giao lưu với mấy anh em luôn. Cá lóc nè, rồi chuối nước nè, rồi đem vô, đem đồ nghề vô luôn đi sẵn ơi. Mình đi vô ngang, đây là nhà của anh Tư Phong cầu cái mít. Ồ, trái mít hết hồn, mít mít đây này sao trồng trồng cá lớn quá trời lớn vậy ta. Trái này mười mấy ký này vô nhất rồi. Trồng chơi chơi mà trái mít dữ dằn ta, về chắc phải vòng vòng nhà mình phải dọn cỏ sạch sẽ, xịt thuốc đó, bắt đầu trồng tiếp ra ta. Chứ để cống đất uổng đất. Có nhà tư mít ơi. Tư mít ơi, có nhà không? Tư mít ơi. Ơi. Hồi tối đi bắt được cùng ký mấy hai ký cá vậy, đem qua nhậu chơi. Dạ. Đi có ba ông cá hả? Ba ông đi theo à? Đây là chú nước nha. Chú nước, này trong đây cá. Hai xu gia rồi gặp nhau rồi bắt tay vô. Ôm hôn nhậu xỉn vô với ôm hôn nha. Ở đây là Thành Cao đi tới đâu cũng có tình thương mến thương tới đó hết không? Mình bán đồ cho khách hàng mà giết Thành như anh em ruột trong nhà vậy á. Rồi sầu riêng vườn mít đồ đâu rồi, chỉ cho anh em rồi tham quan cái mô hình của anh cầm coi sao để sau này em Út đồ có chồng bắt trước chồng theo. Chào chào chú. Mình đi luôn không? Đi luôn không? Đi luôn đi rồi chút vô làm mồi nhậu. Thôi, xui xui đó. Vậy mà ở đây người ta chê thấp nè. Vậy chê thấp hả? Mà nước của anh nước của mình là ngoài kia nó sâu dữ lắm. Vậy mà chê thấp hả? Vậy mà chê thấp kìa. Vậy là cái này của này của anh chừng 5 tấc vậy? Này con có 7 tấc. 7 tấc hả? Bữa hổm nó cao được chút. Bây giờ về đây rồi. Đang cầm mời ông coi đang có. Ví dụ như cái mô đó vậy mà ta còn chê thấp nữa đó. Đó. Ôi cây mít này già mà trái dữ rồi trời. Không, cây mít không. Trái dữ lắm. Bây giờ thằng tháng 7 tới đây đó, bây giờ không có, bây giờ bé có con nữa chi luôn đó. Dạ. Bé đó không có. Thấy chưa? Thì để nữa. Cầu luôn. Tháng 2, tháng 2. Lượm tiền không? Của em cỡ này nhiều à. Cái đó là tiền đó. Cỡ này là có giá lắm phải không? Quá trời luôn nè. Trời ơi, đùm đùm luôn nè. Giữ vậy cây này 5 trái luôn hả? Giữ trời. Ủa vậy là bây giờ của em làm là cũng phải đào hố vậy hả giờ? Dạ. Phèn phèn nhưng mà phèn thì em xử lý phèn. Dạ. Dạ. Tại vì em xử lý phèn được. Nó có phèn hoài. Mưa xuống là nó xì phèn nguyên sạch. Hoặc phèn nó bằng nước. Dạ. Cái cầu cho mít, mít mê mít luôn. Chị cách trồng trên đất phèn luôn phải không? Rồi, đây có kỹ sư theo, kỹ sư đi vòng vòng nữa cho em quay kỹ sư. Ừ, trái mít. Mít trái này giờ chắc vô lội rồi. Này ba mấy trái này vô lội luôn rồi. Còn loại 2 được 25.000. Dạ. 25 năm đó, muỗng thon đó. Bên đó vườn của tôi đó. 25 năm rồi hả? Cái đó cái bự lúa dưới đó nha. Dạ. Cái Tết mới mười mấy năm. Đây là đi qua tham quan. Ủa. Để ví dụ như đến cao. Ví dụ dạ. Cái này trong đó gì mà cắt dọc đẹp. Trái này quá đẹp rồi. Gì mà còn chê nữa không? Nó trong đó đó. Cái đó, cái này nó không được đẹp nè. Nó hơi tàn ông không? Tàn ông nó không phải tàn ông mà nó này nó mấp bên ha. Quá cái này cái, nữa. Cái muối bự quá. Cái này nè. Cái gai nó bự quá. Gai bự quá. Có thể nữa đúng nó rồi. Bị bể đầu gai. Bể đầu gai, đúng rồi.
Như mấy trái này là gai nhỏ nè ha. Ừ, nó hơi nhỏ hơn đó. Này nhỏ hơn nè. Cái này thì gai bơ, gai hơi bự nè. Nó nhỏ nè. Mà anh này chắc phải để trái này, tại trái này xấu rồi. Giờ mình chờ thử coi sao. Ờ. Trái này thì đẹp rồi. Trái này thấy cũng méo méo nè. Ừ. Chỉ cái này nữa nè. Sao đại ca? Sử dụng cái trái này phải không? Ừ. Bây giờ cái này em để cái trái lớn lên, trái nhỏ nó cục chừng xe đen nè. À. Trái lớn nè, trái lớn. Trái này cũng không đẹp mà ta. Trái nhỏ bị chén. Chén này nếu mà để trái này đẹp hơn. À, cái chén, cái chén. À, cái chén. Bằng tay bằng cổ để ổ đĩa gì đó. À, cái miệng này, cái miệng đẹp nha. À. Dùng mình ơi bị đen là cái quăng này. Cái này, biết cái chén lớn. Chén lớn là trái mới ngon không? Không, nó ít bị xe đen. Ít bị xe đen. Mà nếu không có thì thôi phải chịu. Đúng rồi. Phải chịu. Đúng rồi. Mình sao chẻ nha. Dạ. Còn cái nào thấy đạt thì mình lấy. À. Mình so sánh giữa hai cái, cũng như có nhiều trái vậy có bắt đầu mình so sánh. Dạ. Cái mà cuốn nhỏ là dễ xe đen hơn ha. Xe đen nó có ôm cuốn này. À. Cái miệng ôm nè, còn cái này khó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái miệng ít bị nhìn nó rộng chừng này thì nó còn gì ta. Dạ, thua nè. Dạ dạ. Vậy không sao ha. Ờ. Vô là thua ha. Nè, nó vậy ta. Đúng rồi. Nè. Ừ. Rồi. Mà mấy trái này nữa nó bự hơn. Cổ giờ là bự hơn. Cũng vụ cây này để 5 trái được. Giữ sức, trời ơi, cây này quá trời bự luôn mà. Cây này 2, 4, 5. Mà cái trên nó không lớn rồi đó. Ờ, à, hết dinh dưỡng hả? Ờ, nó để mình để sau mấy mẹ hút rồi. Ờ, à, hút hết rồi ha. Ừ. Họ đi vòng ra đây luôn. Trọng vậy là người ta chê dày nữa rồi nha. Chê sầu riêng hả? Ờ. Trời ơi, ông ghi trồng 12 thước á. Bị mình tính cái đường qua mương này nó xa, còn đường này cũng gần quá. Ờ. Tôi sầu trẻ chưa cao, được trồng hiệu quả, đồng không được. Có trồng tới 12 thước, còn không đạt được nó trồng. Đúng rồi, là làm phải đạt, còn không đạt thì đừng nên trồng ha. Tết phải có dừa cải chấm rồi ha. Ừ. Dạ. Làm thì làm phải đạt, còn không làm đạt thì không lạc đạt thôi. Qua trời, trái mít trái. Của Nam Phong đó. Ờ. Qua trời luôn. Ủa. Cũng... Hình như sầu riêng có ở nó mít à? Mít. Ờ. Rồi ở trong này sầu riêng có lần quá cho bự luôn. Cái thời nước mặn nó mới chết. Một cái cây bự nhất cho năm bán được bao nhiêu ký? 500 ký. 500 ký hả? mà 1 ký bây giờ 100 ngàn là thành 50 triệu hả? 500 ký. Không, cây sầu riêng bán bằng ta bán một bổng lúa trời. Rồi giờ anh chưa cho trái hả? Đang cho bông đi mùa. Nếu bị của mình già cái rễ sâu không thể để mình gạch được. Ừ. Mình cho ăn thử. Ờ. Thử rồi có 80 ngàn. Ờ. Thử 80 ngàn đó. À vậy là cái rễ nó ăn sâu quá mình không đậy được. Không đậy được. Vậy là nó ăn xuống nước nữa chứ rồi. Mình tạo ăn được. Đúng rồi. Vậy là chưa đài nữa được phải không? Không đài được. Bỏ. Ừ. Ăn thận thôi. Ăn thận thôi. Thì bán hai mấy năm thì ăn thận phải thoải mái rồi. Dạ. Mình nhiều tấn cũng vậy ha. Nhiều tấn số lượng ha. Ừ. Mình xuống cái này nó bằng cái. Mít cái ông trời. Còn có em cỡ đó đó anh ta. Cỡ đó đó. Cỡ đó cũng ngon nữa. Cỡ đó đó, mít cỡ đó không đó. Cái này để cả. Mà mới ăn năm nay à? Hồi đó thì đâu có để trái đâu. Đâu biết rồi. Ờ. Ờ cái vùng mít cũng cao bằng cái mấy cái cây. Mà cây thì nó sung hơn. Cây thì nó lá nhiều nó bạch tàn hơn. Cái này mình ăn suốt luôn mà nó dạ. Vậy là nó dữ lắm rồi đó. Đúng rồi, vậy là nhiều lắm. Ủa rồi như mấy cái ra vậy là tháng mấy mới ăn? Ờ cỡ này 3 tháng nữa đi. Vậy lối tháng 3 hả? Ờ tháng này chặt hả? Hết tháng chạp, hết tháng giêng, hết tháng hai, đậu ba ăn là còn giá rồi. Còn. Ờ. Chứ nhỏ nữa mới lú là. Không, cổ em nè, nếu mà để vậy là em để đựng cắt bỏ phải không? Ừ. Đúng rồi. Cắt bỏ chết à? Ờ, tại của em ra cỡ đó cũng nhiều lắm. Nếu mà vậy là còn bọc cả trăm bọc luôn á. Công bằng được chứ. Ừ. Bỏ được. Qua trời, hôm nay qua thăm cái vườn của ảnh trái gì quá trời trái luôn. Ồ, cái này là 6 trái luôn nè. Rồi phải chạy bét luôn nè. Ờ, chạy bét tưới. Bét này, bét Long An nè. Ừ. Bét này thì em biết rồi, em đang xài này nè. Ờ, bét Long An, còn dưới này không có. Ừ. Ngon vậy đó. Ừ. Còn ống thì trên công ty đem về luôn. Ừ. 2, 4, 6 trái luôn hả? 2, 4, 6, mới cắt 26 ngàn, 28 ngàn trái rồi nè. Mà già cắt lại lấy luôn. Là bây giờ mình tính coi nhiêu tiền ta. Bây giờ tính 20 ngàn ký thôi. Này không được đâu. Ví dụ mình tính cỡ 15 ngàn hả? Ờ, bà bao nhiêu? Nhỏ lớn bà bao mấy trái? 2, 4, 6 trái, 6 trái được nhiêu ký? 20 ký. 6 trái vỗ chừng 50 ký đi. Ký cho 50 đi. 50 là được 500 mấy, 600 ngàn hả? Ờ.
tính mười mấy ngàn ký thôi. Ờ. Đâu hai chục với hai chục ngàn triệu. 600 ngàn ha. Ờ. 600 ngàn. Đợi tính bèo bèo vậy đi. Ừ. Với cà thưa. Cà thưa quá em chép đây bác. Ừ. Chép đây cắt đầu lên, đặng cứ 3 mít nè. Ờ. Chứ đó. Ờ. Còn đặt cái bé không này anh chơi rủa tôi hả? Cái này nè. Ở đây nó tới qua bên bển luôn á. Cái này em để nằm xuống. Ờ, để co xuống. Nằm xuống cho đừng thẳng quá, nó bị lơi, đúng rồi. Lấy cái lơi vô đây. Cái lơi vô đây đặng nó cản lực nước. Nó đỡ tốt cái gượng này. Đúng rồi. Cái đây này dư nè. Ờ. Cái này ngã xuống xíu đây nè, dư đây. Đúng rồi. Cậu đo sao liền ghét cái lời dữ lắm rồi. Không quá. Ở ngoài vườn không, không, không ghét dữ lắm. Gắt chứ ơi. Gắt luôn. Gắt luôn chứ không ơi. Đây mình đưa đây. Ờ. Thẳng nữa. Ờ cứ gắt thôi. Còn nữa. Con đâm đất vô luôn hả? Ờ con đâm đi nó không cản này, đi nè. Đúng rồi, nữa đi không cản. Đây cái anh ông anh kỹ sư. Còn đó. Còn đó em đặt sát đo ngô được, em phải đo vậy nha. Ừ. Chứ để đo thì chết mình ạ. Ờ. Thì dùng lên một thứ tay đo thì chết mình rồi. Ừ. Đúng rồi. Đặt đứng lên. Đây. Ừ. Đây là thước thước phải không? Đúng rồi. Đó, đo đúng đây thước này. Vậy có đó mấy tấc à? Bên đó nằm gửi. Không có ý mình mai mốt mình đặt người ta mận phải không? Đúng rồi. Cái này em biết vậy. Đây vậy. Nè. Ừ. Đỏ đó. Rồi, để khi nó gian. Tại đập quá. Nó ngại nè. Che nó không lớn. Ừ. Nó ngã. Nó phải cao. Nhìn nó bển nằm gửi kìa. Sầu riêng nó năm rưỡi hả? Nó năm rưỡi. Ừ. Tốt ha. Cây đó tốt quá, ngay dùng đất. Do đất. Trên động năm chứ đâu có được. Mọi người gần sát đó là đất. Đất đó mình đi giao lo với dạ. Con gian đó. Đất đây không có phèn. Dạ. Người ta này đất được, còn ở dưới em chỉ lấy chỉ tấu ra này. Lấy lớp mặt à, 5 tấc à. Ờ. Em lớp mặt đây sau này em đùa hết luôn. Ừ. Đùa giáp đùa bể trồng thưa. Đùa hết cái mặt vô. Ừ. Đó. Em đọc được. Ừ. Em trồng thưa. Ừ. Em cạo hết. Trồng thưa thì 8 thước đâu chứ nhiêu. Hết gì. Ừ. Nó vậy mới được. Nó mới vậy là có để em đào về. Ừ. Thôi để em nghiên cứu em kêu cu be vô nó gào lớp mặt nó lên. Gào ốp bột nữa. Ờ. Cu be rồi bá ống bệnh giữa sao? Thì giờ dời quá. Chó làm ngày một. Ờ. Rẻ tiền nữa. Gom dây qua. Gom dây qua cho nó cào lớp mặt á. Còn mít bè kệ mẹ đó để đó, đây mít trồng rồi á, mít trồng hàng bè á. Ừ, mít thì để vậy. Để luôn. Hàng giữa phá bỏ nhỏ lại. Mình dời qua bên. Rồi nửa trồng lại. Dời qua bên. Hớ chùm gom một cái mô bự. Bự rồi thôi xong luôn. Dạ. Rồi. Cái kế thì có gỏng chứ mưa, có gánh mưa, gỏng mưa, gỏng mưa kìa. Mình coi vậy chứ tới mà lắm cứ qua giáp luôn á. Xài motor mấy ngựa? Ờ cái kia là hai ngựa. Ủa ông này cũng trồng mít trái đã dữ trời. À. Nè. Trái này là kem nhất luôn phải không? Này chắc nữa vô kem gì nữa. Kem gì hả? Mít gì hả? Chưa, cái này chưa. Chưa. Dạ còn lớn nữa. Nó hơi méo chút. Nó hơi méo. Đây mình đang trên đường mình tham quan vườn sầu riêng. À, thường sầu riêng của ông chú ở Tân Phong Ca Lậy nha. Ổng còn cái bộ bàn cổ kìa trời, cái bộ bàn ly kìa. Bàn trong là bàn cổ á. Dạ. Dạ. Về đây là toàn bộ là cây ăn trái không? Nó đang tưới đó. Tưới tự động gì? Này xử lý chứ. Quá trời luôn. Quá trời bông luôn. Rồi vậy là phải lặt dọc hả? Lặt dừa lại. Ví dụ mình lấy 3 bông chừa 3 bông. Ờ. Là để luôn hả? Trâu kìa, thấy mê luôn kìa. Cậu sáng giờ bắt đi họp xã. Dạ. Năm đó ruộng tính là cái này nó tiêu mà nó không tiêu. Ồ cái này nó bệnh da hay vậy? Bệnh xì mũ. Ờ bị xì mũ. Bị xì mũ cái mình tách lấy dao mình tách riêng đó. Tách ra đừng cho nó lan. Xịt thuốc vô. Ờ.
Con cây nó lìa ra rồi. Qua wow, trời mê luôn rồi. Con cây cây này nó bị xì mũ mà giờ trái nè. Ở đây cỡ nhiêu trái chú? Năm mấy trái. Năm mấy trái là 150 kg hả? Ai biết. Qua wow, trời luôn. Cái 3 kg không tới đâu. Có mười mấy triệu vậy. Đâu có. Trăm mấy. Trăm mấy chục triệu. Trăm rưỡi kg hả? Trăm rưỡi 100 kg là nó hết mười mấy triệu rồi đó. Trăm rưỡi 13 4 triệu phân rồi đó. Nó bị bệnh nữa hay vậy? Này là bệnh gì chú? Nứt thân xì mũ luôn. Mà hên là nay nó còn miếng da nè. Đấy, ý con nói là còn miếng da, miếng da nó mới nuôi được nhánh này nè. Nè, quá wow, trời luôn nè. Trời ơi trời. Cái này là thấp nè. Cái cây trên đó nó thấp quá cho bự. Ừ. Rồi đi chỗ nào chỗ mày về dài trở là nó mẹ mới giữ. Cây gốc này là bao nhiêu năm chú? Cây này nữa là nếu đợt ăn này là 6 năm rưỡi. 6 năm rưỡi với cộng với 5 năm trồng. 5 năm trồng mận. Ừ. Rồi năm nay năm thứ mấy gì cho thứ 6 nè. Vậy là năm thứ 6. Ừ. Năm thứ 6. Năm ăn được 2 năm á. Ăn được 2 năm. Quá trời quá đất rồi bà con ơi. Hết biết rồi bà con ơi. Con cá hết biết rồi. Còn mười mấy ngày nữa mà biết coi vua. Cái clip nữa tôi làm nữa lên đẹp vậy nè. Tại mương clip rồi xa vậy nè. Quá trời quá đất rồi. Thấy mời cho anh em nên chuyển đổi cây trồng này ha. Từ thanh cao đốn hết mấy cây tràm ở nhà để trồng sầu riêng nè. Mua một trồng một anh Tư. Trồng một mẫu tràm á. Trồng một mẫu tràm bán có 30 triệu à, 5 năm bán có 30 triệu à. Một mẫu tràm. Mẫu mấy tỷ rồi à. Ừ. Mẫu tràm mày đâu có mặn gì đâu xuống chứ mẹ. Mà 5 năm lận, 5 năm lận bán có 30 triệu à. Mà giờ công là chuyển ra là hơi mắc à. Ờ. Cũng như đất không. Bây giờ là bán. Quá trời luôn. Phải đốn 40 nữa là 70. Rồi bán được nhiêu đó. Thì nó về nó vừa nó ra vừa nó bán tự nó phân loại cho mình muốn lại đây. Ở đây này nó quất 14.000 cây. Cây này là cũng bị nứt thân xì mũ đây. Nó lột sẵn cho mình, nó lột sẵn á ha. Okay. Mấy cây nhỏ nhỏ 10.000 cây. Quá trời. Không tham quan cái mô hình vậy là mình đâu có cái tinh thần phấn khởi kích thích để mình làm. Thúc vô. Mình mới có động lực để làm chứ. Đúng rồi. Dạ. Quá trời. Trái này là khoảng 5 kg nha các bạn. Mà 150.000 một kg. Là coi 5 kg là gần cả triệu bạc hả? 6-7 kg luôn chứ. Vậy một trái một kiểu hả trời? Một trái một kiểu hả? Một trái một kiểu. Dạ. Thì trái bự đó cả triệu phải là 5-6 kg á. 6 kg ta gọi là heo. Cái một. Ủa nhỏ quá bự quá. Bự quá hả? Quá lứa hả? Quá. Cái đó vậy là gì? Là tại nó heo. Dạ. Nó bự. Bự quá. Ừ. Mà ăn cũng ngon hả? Trời đất ơi, đủ mẹ muốn vậy. Ờ, ăn ngán luôn phải không? Cái muối này cắt không ta không bụng hột kìa. Dạ. Bởi vì cái đó nó ngoài. Cái này là chú xài phân hữu cơ mới lên meo vậy nè. Bắt lên meo vậy mới tốt nè. Hữu cơ với phân hột. Dạ. Nước cỡ này vừa. Cái quay trọng này nữa tao chỉ cho mày xài bộ ba đủ mới tốt cho thấy. Bộ ba ha. Bộ ba phân hột, bộ ba hỷ từ từ đi rồi. Từ từ, từ từ. Từ từ đi rồi đất nó chở con lên tới rồi thành cao luôn. Thôi dừng đi. Quá trời quá đất rồi. Chích thuốc. Hết rồi. Ủa có chích thuốc nữa hả? Là vô nước biển, vô nước biển. À, tự động ha. À. Tự nó xiết vô hả? Ừ. Từ xiết. Vậy mình khoan lỗ. Khoan lỗ đưa ống vô. Cái này là trị bệnh nha các bạn. Sầu riêng cũng phải trị bệnh nữa nha. Quá trời quá đất mê luôn. Mê ly. 70 trái luôn. Học nào cũng có muối. Ừ. Có học là có muối. Dạ.
hết hồn cái trái thì chứ. Vậy là cái này là chú ăn 2 năm rồi hả? Ăn 2 mùa. Cái này hết luôn là mấy công đó chú? Hết luôn của mình đây lực mấy công đất? Ừ. Ủa mà sao nó bự dữ vậy ta? Ít trái. Hôm đó nó nhiều dữ lắm. Cầu ô trời. Còn nhiêu nè. Hôm đó mà cái này tơ nó tính tông luôn mới mần dao đầu. Nè cái này nè. Cái này gốc nó nhỏ rồi mà thân nó bự nè. Vợ nó hồng quá trời, hết hồn. Nhiều khi người ta dục ở dưới nó hồng luôn. Ừ. Mê thiệt chứ. Hối đầu không? À, cỡ này là ba mấy ngày nữa chú mới bán, mấy tháng mấy ngày dạ hai tuần nữa bán là bán ăn xong cái có tiền tết luôn ha. Trời, ăn gì hết hai công này là mình giữ cầu khoảng nhiêu tiền nếu mà giá 140 700 triệu hai công đất à? Ừ. Đây có trái 25 gram. Ủa vậy là một mẫu bán cả tỷ bà mấy tỷ hả? Năm công người bán một tỷ. Trời ơi, mấy? Cái này bán 10 mấy ngàn cao. Dạ. Cái này gì vậy là ở đây bán 10 ngàn cây. 4 ngàn. Ừ. Bên mình mà 5 ngàn gì? Bán bỏ làm củi. Ừ. 4 năm công nữa nó bán 1 tỷ rượu coi rồi bỏ. Ừ. Mỗi năm. Trúng á. Ôi. Về phá tràm trồng sầu riêng thôi bà con ơi. Một mẫu tràm bán năm bằng người ta bán mấy trái sầu riêng à. 5 năm trời bán 30 triệu một mẫu tràm. 300 cây thấy cái thật đùi kìa. Quá trời luôn kìa. Đùi luôn. Hết hồn luôn. Đi tham quan vườn khác các bạn. Đây là cũng mít nè. Mít trái quá đẹp. Ừ. Trái đó quá đẹp. Vườn của anh Sáu Liêm nha. Mà này là ảnh trồng cái gì cũng trồng hết á, sầu riêng cũng có, rồi mít cũng có. Con cái ổng không có trồng gái à. Cái này là ổng tiêm thuốc luôn nè. Này tiêm dinh dưỡng à, tiêm thuốc. Thuốc hả? Thuốc cho trái màu lớn hả? Kích dục đó. Kích dục. Ồ. Kích dục cho nó sung. Qua trà bông luôn. Qua trời luôn. Chuẩn bị nhậu nữa rồi nè. Ừ. Thôi 70 được rồi. Qua trời luôn. 80 đi, chia cho em 10.000, em chia cho em 10.000. Cho em 10.000 luôn. Qua trà bông luôn. Nãy đậu rồi nè. Ừ. Cái này là cái trái phải không? Cái này bông, cái này trái nè. Ủa? Cái bông nó nở. À. Vậy là trái đây. Trái. Trái vậy là đậu rồi đó. Nó chưa chạy trái. Chưa chạy trái. Vậy là này mới thành lan quăng à? Ừ. Khoảng tuần nữa. Tuần nữa là qua xem là nó đậu trái bự rồi đó. Cái này là giống gì anh? Ủa bữa nay không có đi làm việc hả chị Xui? Đi sáo hả? Dạ hả? Chị Xui có nuôi con trồn. Một cây cái đầu nhánh. Đây bông nè, này là bông sầu riêng nè. Trái nè. Ừ. Đâu trái đâu? Qua bển. Trái non. Ừ, này là trái non. Nhiều quá rồi mình phải ngắt bỏ bớt hả nữa? Không, tự nó rụng chứ. Vậy thì một cái này đi đậu 5 trái đi. Rồi sao? Nó không chịu rụng thì mình phải lãi nó chứ xấu bỏ bớt. Nó không rụng thì mình lãi ha. Ừ. Còn mình thụ phấn cho sầu riêng giống như con người thụ phấn không? Giống như nhị được nhị cái. Nhị được nhị cái để vô gần gần hả? Rồi sao nhìn sao mà nhìn biết nhị được chứ nhị cái? Là mình lấy đầu quét hả? Lấy cái chỗ quét không? Như nó chỗ bông vậy rồi bao lâu nữa mới cho trái anh? Mà bao lâu nữa mới thu hoạch đó? 100 ngày 90 ngày 100 ngày 90 ngày 3 tháng nữa ha. Xong rồi, 3 tháng. Dạ. Vậy là 100 ngày nữa là vô tiền ha. 90 ngày mà cái này bị bệnh lá rồi. Cái này nè, lá đốm 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 nè. Sao ăn hả? Mới lên trên những trứng về biết thịt lá yếu. Hả? Đúng rồi. Cái này bị sâu nè, bị rỉ sét nè. Mới xịt rồi đó. Cây có dụng chứng trở người thấy lực dữ dằn. Trời ơi, xém té rồi quá, trời bông.
Đây là... đẹp lắm. Cái cây anh không có tốt bằng bển. Bển tốt sung lắm. Lá cây của ông lá vô là đen, nó đen vậy ra nó nước. Bây giờ gần bán rồi, hai tuần nữa bán mà lá đen vậy đó. Điều lá nó ghê lắm. Nước lắm nha. Thôi cây đó cây lớn á. Rồi thôi mình đi vô để chẳng có đợi nó chữ chết khỏe luôn. Rồi.